Mình có những cái bán hàng như này, có những khách hàng rất là vui. Thứ nhất là chị gọi điện, chị bảo không cần xác nhận gì đâu, chị đấy có nhu cầu, chị muốn mua cái cây như thế. Chị bảo là đấy, nhu cầu của chị ở miền Nam rất là xa, không có cái loại cái cây này, cây phát tài núi, em tìm cho chị. Với những khách hàng như thế thì thực sự là mình lại càng khó hơn trong việc chọn cây. Và mình đã phải hỏi cặn kẽ, rất là cặn kẽ là nhu cầu của chị như thế nào. Với những cái khách hàng mà có niềm tin khi mua hàng như vậy thì mình cực kỳ để trân trọng cái niềm tin đấy, và mình hoàn toàn không muốn là các cái khách hàng đấy có những cái trải nghiệm không tốt để mất đi cái niềm tin trong xã hội này. Cho nên hôm nay là mình làm một cái video này rất là đặc biệt, làm riêng tặng chị. Thứ chị ơi, có chị bảo là kệ em cứ muốn chuyển đi rồi chị sẽ nhận hết, nhưng mà em nói thật là em lại càng phải cẩn thận hơn chị ơi. Cái hàng mà chị muốn thì em biết là cây cây tầm cao như thế rồi, và chị muốn là cái năm tán, nhưng mà với cái tầm giá tiền của chị đưa ấy thì nó phù hợp với những cái cây như này thôi. Nó có ba thân thôi chị ạ, ba ngọn bằng nhau như thế này. Nó có hai loại nhá chị nhá, một loại là lá to và một loại là lá bé, cũng là cây phát tài núi. Đây là cái lá kim này, lá bé hơn này, có ba thân ạ. Đấy, còn đây ấy, những cái cây lá to như này thì nó chỉ là một chậu, chỉ là một thân thôi. Đấy, thích thoát thân thì em chọn cho chị cái loại thoát thân, còn nếu không thì là chọn cái loại tịt dưới như này đó. Thế còn còn đấy, đây rất nhiều còn cái loại mà hàng mà chị bảo là có nhiều ngọn ấy, năm ngọn thì nó có cái loại này cũng là có năm ngọn này đấy, nhưng mà có một cái loại to nữa đẹp hơn cũng là năm ngọn. Còn một loại nữa này là thân một xong rồi trẻ ra ba ba nhánh này đấy, còn cả một cái loại là một cái thân rất là to và có 5 nhánh ở đấy. Chị chọn loại nào thì chị thông tin cho em cho chị nhé. Cảm ơn chị ạ.